Kinh sách Đại Thừa có phải là chánh pháp không? Kính thưa Thầy, Kinh Di Đà, Di Lạc, Địa Tạng, Pháp Hoa, Kim Cang, Lăng Nghiêm và Mật Chú, vân vân, có phải chánh pháp của Phật nói hay không? Đáp: tất cả mọi kinh sách đã kể ra và nêu tên ở trên, toàn là kinh sách chịu ảnh hưởng của giáo lý Bà La Môn. Từ pháp hành, cúng bái, tụng niệm cho đến pháp thiền đều có vẻ mơ hồ, trừu tượng, mê tín. Trong các kinh này luôn luôn tạo cách dụ dỗ và hù dọa, như dù cho tạo tội như núi cả, diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng, hoặc ai không tin kinh này đầu sẽ bị bể bảy miếng, và cuối cùng kinh nào cũng tự cho mình là đệ nhất pháp. Đọc qua kinh sách này, nếu người nào có trí thì nhận ngay ra liền kinh này không phải Phật thuyết. Vì thế kinh này nó không phải là chánh pháp của Phật. Kinh sách Đại Thừa phát triển là kinh sách chịu ảnh hưởng của Bà La Môn giáo, nhất là chịu ảnh hưởng của kinh sách Vệ Đà thuộc về tư tưởng văn minh Ấn Độ. Nhưng khi truyền sang qua các nước lân cận thì nó lại tiếp thu những sự mê tín và lạc hậu của dân tộc các nước khác. Nên kinh sách Đại Thừa là một loại kinh sách tập hợp nhiều tư tưởng và những phong tục tập quán của con người. Có thể gọi kinh sách này là kinh sách bị thế tục hóa, có nghĩa là khi nó truyền vào một thời kỳ nào của xã hội thì nó bị đồng hóa với xã hội đó. Ví dụ, kinh sách này truyền vào gặp thời phong kiến thì nó bị đồng hóa với thời phong kiến. Với tư bản thì nó bị đồng hóa với tư bản. Với khoa học thì nó bị đồng hóa với khoa học. Kinh sách Đại Thừa không có một đường lối riêng biệt, chỉ là một sự vay mượn, một chiếc áo chấp vá nhiều miếng vải. Cho nên nó chẳng có gì đặc biệt cả. Nó khéo dùng những danh từ để làm cho người khác khó nhận ra, tưởng đó là một giáo lý mới mẻ. Nhưng không ngờ những người hiểu biết đã thấy rõ nó đi dẫm lại lối mòn của người xưa. Vì thế những danh từ Lương Hoàng Sám, Thủy Sám, Pháp Hoa, Viên Giác, Thủ Lăng Nghiêm, A Di Đà, Địa Tạng, Vu Lan Bồn, Bát Dương, Thập Vương, Lăng Già, Hoa Nghiêm, tất cả những loại kinh sách này là tư tưởng của ngoài đạo chứ không phải của Phật giáo. Mà đã không phải của Phật giáo thì làm sao chúng ta cho Phật giáo có mâu thuẫn với Phật giáo được? Chúng ta chỉ cần biết kinh sách này không làm lợi ích cho con người, rất tai hại cho con người.